Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Anh em thấy sao về bộ PC này? Đây là một bộ PC ở mức giá nó không tầm thường anh em ạ. Bởi vì là trong khoảng 40 triệu bây giờ, đây là vẫn là một mức giá khá là cao để có thể gọi là kiểu nhiều anh em có thể mua được. Nhưng mà anh em cũng đã tự đặt ra câu hỏi là liệu thời điểm hiện tại với 40 triệu anh em có được những gì không? Bắt đầu video luôn thôi, bởi vì thực sự là bộ này là một bộ rất tâm huyết của mình luôn đấy. Và bây giờ chúng ta hãy thử đi sâu vào trong cái bộ PC này. Với mức là 40 triệu thì chúng ta có gì nhá? Đầu tiên ấy thì mình cũng bắt đầu tâm huyết rồi đấy, là cái vỏ cây anh em ạ. Đây là một vỏ cây khá là mới của Sigmatic, đó chính là Lug G. Và với em này thì chúng ta có gì? Lug G Arctic nha, là chúng ta sẽ có một cái vỏ màu trắng rất đẹp. Mình phải nhấn mạnh là rất đẹp, bởi vì từ trước đến nay thì mình thường chỉ có ưng cái màu trắng của NZXT thôi, bởi vì nó có kiểu màu trắng tinh khôi, trắng tinh khiết ý. Nhưng mà với em này thì không tinh khiết được như thế, bởi vì là cái màu trắng ở trên em vỏ cây này của chúng ta nó sẽ kiểu hơi ngà ngà một tí. Nhưng mà với cái màu ngà ngà này thì nó lại tạo ra cho mình một cái kiểu vẻ đẹp khác mà mình cũng khá là thích. Và anh em có thể nhìn đằng trước nhá, đó chính là cái phần lọc gió. Nghĩa là em này không sử dụng kính ở mặt trước, mà chúng ta thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng một dạng tấm lưới chắn bụi. Và điểm xuyến vào đấy là cái kiểu dạng nhựa ấy, kiểu kẻ xuống nhìn khá là hay. Và anh em cứ yên tâm là với mặt trước như thế này, cây chúng ta sẽ hoàn toàn thoáng. Không những thế nha, chúng ta sẽ có thêm 3 fan cho sẵn đằng trước, cũng là màu trắng luôn. Và có cả RGB cho anh em có thể đồng bộ được với main. Thì thực sự là cái vỏ cây này trong tầm giá khoảng, hình như mình không nhầm là hơn 1 triệu, thì nó rất đáng giá. Và anh em có thể nhìn thấy ở đây là hai bản lề, bởi vì kính của chúng ta ở đây đó chính là kính mở theo kiểu dạng cửa ấy. Thì như vậy thì anh em có muốn mở ra để show hoặc là tháo ra nó cũng sẽ dễ dàng hơn là cái kiểu ốc ngày xưa đấy. Còn về bên trên thì chúng ta đương nhiên sẽ có một cái miếng chắn bụi kiểu này, nhìn cũng khá là hay này, và cổng kết nối cũng khá là đầy đủ và nó cũng rất là phổ thông thôi. Bởi vì trong cái tầm giá này thì luôn luôn chúng ta sẽ có ba cổng A này, cổng kiểu dạng cắm dây mic các thứ ấy, thì nói chung là đầy đủ nên anh em hoàn toàn yên tâm. Và về build quality thì anh em cứ yên tâm là với Sigmatic cái tầm giá khoảng 1 triệu hơn rồi thì cũng nó cũng thuộc dạng là 7-8 điểm rồi, chứ nó không hề ọp ẹp như kiểu những con tầm giá dưới 1 triệu đâu đó, khoảng 6-700 nghìn đâu. Yên tâm với cái này. Và sau khi mà chúng ta đi vào trong đi thì mình đã sử dụng ở đây một em main. Anh em cứ nhớ để ý ngày xưa kể cả mình sử dụng 12700K cho những cái cấu hình ấy, thì mình vẫn luôn luôn tối ưu chi phí nhất có thể để có thể là chọn một em B660 cực kỳ khỏe để có thể gánh được 12700K đúng không? Nhưng không, bây giờ thấy anh em nói nhiều quá, nhiều anh em kiểu dạng là dù biết là nó vẫn ổn, vẫn cân ổn 12700K chẳng hạn, nhưng mà cứ B660 nghe nó cứ kém sang thế nào đúng không? Bây giờ mình đã sử dụng luôn một em Z690. Và ở đây thì mình đang sử dụng một em, đó là Z690 UD của Gigabyte. Và anh em nhớ nhá là phiên bản này mình đang sử dụng là D4 chứ không phải D5, chứ D5 thì đắt lắm. Và em Z690 UD này thì cũng là một những em trong những em mà giá rẻ nhất các bạn có thể mua được ở thời điểm hiện tại sử dụng socket Z690. Và nếu mà anh em muốn đồng bộ led đẹp hơn, anh em muốn kiểu lập lòe hơn và nó dễ control hơn, anh em hoàn toàn có thể thêm đâu đó khoảng 500.000 đến hơn 500.000 nữa để chuyển sang Asus con Z690P thì phải. Thì với em đấy thì đương nhiên là anh em sẽ có thể control led dễ hơn, bởi vì anh em cũng thừa biết rồi, đó chính là Armory Crate của Asus nó quá đỉnh trong cái phần làm led đi. Còn về em Gigabyte này chúng ta có gì? Một mức giá rẻ hơn led, thì tuy nhiên là cái led nó không được kiểu, nói chung là nó sẽ khó control hơn một chút. Nhưng mà với cái dàn phay VRM như thế này, tản nhiệt VRM như thế này, thì nó vẫn hoàn toàn ổn dành cho anh em để cân được tốt em 12700K đấy. Và mình lỡ nói mất CPU rồi, nói từ lấy rồi, đó chính là mình đang sử dụng em 12700K anh em ạ. Và với 12700K thì mình chả có gì để nói nhiều về em nó đâu, thật sự nó quá mạnh rồi. Với 12600K nó best P trên P như thế nào thì em 12700K ở thời điểm hiện tại nó còn làm tốt hơn như thế ở trong cái mức giá của nó. Mình thực ra là đến bây giờ tự nhiên bảo ngồi nghĩ lại xem 12700K có bao nhiêu nhân bao nhiêu luồng mình cũng quên rồi, bởi vì là cái hệ số nhân luồng của Intel thế hệ thứ 12 nó vẫn làm cho đầu mình khá là mông lung và bùm bùm ấy. Thế nên là, nhưng mà anh em yên tâm là nó vẫn rất là khỏe. Và để mình điểm qua cho anh em luôn về cái điểm Cinebench của em nó nhá. 23.000, gần 24.000 điểm đa nhân. Có bao nhiêu con của AMD hiện tại có thể đạt được số điểm đó? Anh em thử nghĩ thử xem. Và với cái hiệu năng đơn nhân nó cũng 1.900. Đương nhiên mà cái thế hệ thứ 12 chúng ta có IPC tốt, hiệu năng đơn nhân cũng cực kỳ tốt luôn. Thế nên là thực sự nhá, là em 12700K thời điểm hiện tại nó có thể làm được mọi thứ
từ những công việc nặng nhẹ khác nhau cho đến chơi game hardcore, chơi game FPS cao, nó làm được hết và anh em hoàn toàn yên tâm với sức mạnh của em 12700K. Đấy, và để tản nhiệt được cho em 12700K này, mình cũng đang sử dụng một em, đó chính là Cooler Master ML240. Thì với em này, mình có một lưu ý nhỏ dành cho anh em. Nếu mà anh em vừa nhìn cái Biron thấy nó lên đến 96 độ ấy, là em tản 240 này mình trang bị vào đây là nó vừa khít với em 12700K luôn. Nghĩa là sao? Nếu mà anh em lắp một con CPU nào của Intel mạnh hơn 12700K vào hệ thống này, chắc chắn em tản không làm được, bởi vì là nó chỉ cân vừa khít được em 12700K thôi. Với TDP của con 12700K khi mà ăn mắc ấy, nó là 200W, thì em này cân vừa đủ. Tại sao mình nói vừa đủ? Đó chính là nó vẫn ổn định ở một thời gian rất dài với cái tần cái 200W đấy. Và cái nhiệt độ nó cũng khá cao đấy, mình thấy đâu đó lúc nào nó chỉ từ tầm khoảng là 90-92 độ đổ lên. Thì với những anh em nào mà build những cái bộ này thì mình sẽ có một lưu ý riêng cho anh em, cũng như là một cái chú ý, đó chính là với bộ này nếu mà anh em mua về và sử dụng, nếu về sau anh em muốn thay con 12700K lên 12900 hoặc 12900K, chắc chắn phải tay tải. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng như thế này thôi thì tuy là con CPU nó nóng hơn một tí, nghĩa là nó đâu đó khoảng 90 đấy, nhưng mà nó hoàn toàn ổn định ở mức TDP là 200W. Và nó hoàn, mình đã test đến tận 30 phút và nó vẫn ổn định ở mức 200W và 4.8GHz. Nói thế là đủ đúng không? Nghĩa là nó kiểu sinh ra dành cho nhau ấy, không thừa không thiếu ấy. Thì đây cũng là một combo mình cảm thấy là tối ưu chứ, đúng không? Không thừa sức mạnh, không thiếu cái gì cả. Đấy, còn về RAM thì mình rất là thoải mái trong cái tầm giá 40 triệu rồi. Mình đang cắm ở đây là 32GB RAM với 4.8 Trident Z Neo. Thì với em này, nếu mà anh em sử dụng RAM nhiều thì chắc chắn biết là cái thương hiệu của Trident Z nó cực kỳ ngon. Và bớt là 3.600 anh em ạ. Thoải mái cho anh làm việc cũng như là chơi game cực kỳ ngon lành với cái tầm giá của DDR4 hiện dạng tại. Chứ thực ra thì nếu mà anh em vẫn có thể mua được những cái con RAM, những con main DDR5, nhưng mà tuy nhiên bây giờ giá, ví dụ nhá, Một thanh 8GB DDR5 thì nó bằng 2 thanh 8GB của DDR4, thì không tội gì mình phải mua một thanh DDR5 về cả. Cứ dùng DDR4 cho nó ngon, bởi vì hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều thiết bị nó gọi là sao nhỉ, dùng DDR4 ngon hơn rất nhiều, không tôi gì về đấy nhá. Còn về SSD cũng như là bộ nhớ ấy, thì mình đang để ở đây là một em Samsung 980 500GB để cho anh em có thể thoải mái lưu trữ hơn, thay vì là 256 giống như kiểu cái bộ nhỏ nhỏ kia đi. Thật sự là như thế, mình chỉ cần là 500GB là khá là ổn rồi đấy. Anh em có thể chơi được game AAA này, anh em có thể tải thêm được cả CSGO, các thứ kiểu game FPS vào để có thể chơi được nhiều game ở trong cái 500GB hơn. Tuy nhiên thì nếu mà anh em thực sự vẫn rất hardcore thì 500GB vẫn chưa đủ, thì lúc đấy anh em hãy tùy ý mình để nâng cấp nhá. Đấy, còn về nguồn thì mình đang sử dụng một em nguồn 850 để đảm bảo được cái sự ổn định cho hệ thống. Và cứ nguồn 850 hoặc là 750, một con CV750 ấy vẫn ok, nhưng mà mình đây mình đang cắm bởi vì là con 850 nó đang sẵn ở trên phòng mình, thế là mình đang cắm 850 thôi. Chứ còn với hệ thống này thì 750 vẫn rất ngon dành cho anh em. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một cái thành phần mà anh em nhìn vào cái cây này thì có lẽ anh em sẽ cảm thấy không tương xứng cho lắm. Đó chính là RTX 3070 Ti. Nghe đến cái tên này thôi anh em đã thấy nó xứng đáng, nhưng mà nó là Galax, nghĩa là đây là một phiên bản giá khá là rẻ hiện tại của 3070, gần như là rẻ nhất rồi, ở Nguyễn Công bây giờ chỉ đâu đó khoảng 12.9 triệu thôi. Vậy thì anh em sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại sử dụng con Galax 3070 Ti mà không phải là một con 3 fan hầm hố, hay là kiểu dạng một con nào đó nó có hiệu năng hay là thương hiệu cao hơn. Thì đơn giản thôi, mình thấy nó rẻ, mình chốt vào và mình cắt được một phần tiền để nâng đập vào VGA như thế đi, mình đập vào những cái khác để cho anh em thấy là một bộ cây trắng tinh này nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Mà trong khi đó với một con 3070 Ti, sức mạnh thuần nó đã rất là khỏe rồi. Thực ra là những phiên bản cao cấp hơn ấy thì nó sẽ búp được nhiều điện hơn một chút, hiệu năng tăng lên một tí. Nhưng mà với tăng lên một tí đấy, với cái số tiền tăng lên khoảng 2-3 triệu thì mình cảm thấy không đáng. Thế nên đương nhiên mình sẽ dọn một em Galax 3070 Ti như thế này với giá chỉ 12.9 triệu thôi. Như vậy thì sẽ rất là ngon. Và mình có một lưu ý nữa dành cho anh em, đó chính là về cái việc mà socket LGA 1007 bị cong ấy. Hôm nay mình đã dính rồi, nghĩa là bình thường mình chỉ được nhìn thôi, nhưng bây chính mình đã dính. Đó chính là cái việc mà khi mà mình lắp con tản vào trên con CPU ấy, mình đã siết ốc quá chặt, dẫn đến là cái việc mình nghĩ là con CPU đã bị cong và nó không ổn định một tí nào sau khi mình stress test lên cái 100 độ cơ. Nhưng mà sau khi mà được nghe anh Dũng nói ấy, thì mình đã thử nới lỏng ra cái ốc ra một tí, nghĩa là lấy cả bốn cái ốc nó lỏng ra một chút ý, thì nhiệt độ lại hoàn toàn bình thường. Thế nên mình sẽ có một lưu ý ở đây dành cho anh em là khi mà siết cái ốc của tản ở trên những con thế hệ thứ 12, anh em đừng siết chặt quá, chứ siết chặt quá là cong đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả kiểu dạng điểm qua một chút về hiệu năng đi. Thì với hiệu năng CPU mình đã nói về Cinebench rồi đúng không? Còn với Blender nhá, nó chỉ mất đâu đó khoảng 1 phút 45 giây cho bài test BMW.
thực sự là rất nhanh. Anh em có thể xem bảng ở đây để có thể so sánh với các mẫu CPU khác. Thì nhưng mà thực sự là mình cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là thường mình hay làm những bộ cây giá rẻ, thế nên là khi mà mình nghĩ là ở chắc nó phải mất đến 23 phút đấy, nhưng không, nó chỉ mất đâu đó khoảng 1 phút 45 giây. Thực sự là nó quá nhanh và quá khỏe. Mình không có gì để nói về con sức mạnh CPU nữa. Và bây giờ thì mình vẫn có thêm một bài test khá là mới dành cho anh em, đó chính là 3D Max. Thì cái này là sếp vừa mới bỏ tiền ra 250k mua ở trên Steam về, thì mình mới có cơ hội để test thôi. Là với em này thì mình đã thử chạy, bởi vì đây là một hệ thống rất là mạnh mà, mình đã thử chạy cái TimeSpy Extreme, nghĩa là nó sẽ chạy ở trên cái độ phân giải là 4K để thử xem là cái hệ thống chúng ta hoạt động như thế nào. Thì với sau cái thời gian test là 20 vòng loop, lượng FPS cho ra khá là khả quan, đâu đó khoảng 45 FPS. Và anh em nên nhớ nhá, đó trên TimeSpy Extreme nó cực kỳ nặng, mà em này có thể tồn tại được ổn định ở mức 45 FPS. Thì mình đã nghĩ ra là bây giờ chúng ta phải test game thôi. Nhưng mà test game trên bộ này mình cũng không cần phải test ở Full HD làm gì, bởi vì anh em thừa biết là con 3080 nó vả cái một tất cả các game ở Full HD rồi. Thế nên chúng ta sẽ test 2K và 4K thử xem là cái hiệu năng nó như thế nào. Và anh em thấy là liệu anh em mua cái bộ này 40 triệu về để chơi game 4K thì có ổn không nhá. Test game thôi. Đấy, và anh em thấy sao? Với tất cả các tựa game mình có test, với kể cả có FPS, game nhẹ, game nặng đều có. Và mình tất cả mọi thứ mình sẽ để full setting hết, nghĩa là max setting ấy. Trừ mỗi game CSGO mình muốn có nhiều FPS nhất có thể thì mình để very low thôi. Còn tất cả mình để đều để ultra hết. Thì mình dám khẳng định và tự tin nếu mà anh em chơi những tựa game AAA, anh em để 4K thoải mái. Với em 3070 Ti nó đã làm rất tốt rồi, thì không biết là những con như 3080, 3080 Ti hay 3090, thậm chí là 3090 Ti thì nó phải chơi đến như thế nào nữa. Nhưng mà với thực sự là nếu mà anh em với có một nhu cầu là chơi 4K ok ấy, thì 12 triệu 9 anh em mua một con card chơi được game 4K rồi. Hời đúng không? Ngày xưa làm gì có chuyện đấy.
thì mình dám khá là tự tin là nếu mà anh em mua bộ này về sẽ chơi 4K ok. Đấy, và thế thôi. Đây là một bộ cây mà 40 triệu anh em có thể làm được mọi thứ từ làm việc cho đến chơi game cực kỳ ngon và mượt mà. Anh em thấy sao? Nhấn để lại comment xuống bên dưới nhá. Và đừng quên là bấm like cũng như là bấm đăng ký kênh Nguyễn Công để đợi những video của mình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào anh em lại.